Chào các bạn, ở đây mình đang có hai cái Zenfone 2 màu đỏ và Zenfone 2 màu trắng. Thì cái này mình mượn ở cửa hàng của VinFast Mobile. Nếu mình nhớ không lầm thì năm ngoái Zenfone họ cũng là một trong những cửa hàng nhanh nhất về Việt Nam. Thì cái Zenfone 2 này màu đỏ là cái phiên bản có màn hình 5.5 inch, còn Zenfone 2 màu trắng là phiên bản màn hình 5 inch. Thì rất là nhiều, ít người biết đến cái phiên bản 5 inch, mà hầu hết đều biết đến cái phiên bản 5.5 inch. Nhưng mà cả hai máy có khá là nhiều khác biệt về cấu hình. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái Zenfone 2 này cho các bạn xem. Thì cái Zenfone 2 phiên bản 5.5 inch màu đỏ thì cái tên mã là ZE550ML. Thì các bạn thể thấy rõ là 550, tức là màn hình 5.5. Thì cái quy chuẩn của ASUS từ trước giờ như vậy rồi. Chúng ta có màu đỏ mạng LTE, sử dụng chip Intel Z3560, tức là con chip hoạt động ở xung nhịp 1.8GHz, là con chip yếu nhất của Zenfone mới, Zenfone 2 này. 2GB RAM cũng là cấu hình thấp nhất, và 16GB bộ nhớ trong cũng là cái thấp nhất. Tức là đây là cái phiên bản thấp nhất của cái Zenfone 2 5.5, và theo công bố của hãng thì giá ở Mỹ khoảng $199. Đây là máy ở thị trường Đài Loan, có lẽ là Đài Loan vừa giới thiệu với ngày trước, và bây giờ thì họ bắt đầu họ về máy ở Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái máy cho các bạn xem. Thì cái Zenfone 2 màu đỏ có cách thiết kế hộp y như là những cái máy Zenfone 2 khác. Zenfone trước của ASUS chúng ta sẽ rút ra để mở. Thì ở đây bạn có là một số những tính năng mà ASUS họ nhấn mạnh, ví dụ như camera 13 chấm, màn hình 5.5 inch IPS, chip 64 bit của Intel và Android 5.5, và giao diện Zen UI mới, hai SIM, mạng LTE 4G LTE. Đó. Đây là cái máy ASUS Zenfone 2 5.5 inch. Một số những cái hướng dẫn sử dụng. Ở dưới này thì bạn sẽ có cục sạc, tai nghe và cáp. Thì cái cục sạc của Zenfone 2 là cục sạc giúp cho chúng ta sạc nhanh hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy là cái điện ra 5.2V 1.35A, khoảng 8W. Nó cũng không lớn, nhưng mà ASUS cho biết là họ tất cả đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép sạc 60% chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái này ra cho các bạn xem là nó như thế nào. Thì cái ASUS Zenfone 2 mình có ở đây là phiên bản màu đỏ. Thì ở trên đỉnh bạn sẽ có cái nút nguồn. Cái nút nguồn của cái máy này, mặc dù cái máy được thiết kế tổng thể với cái nút bấm gần giống như là cái LG G2 hay G3, tức là đưa cái phím volume về đằng sau, nhưng mà nút nguồn thì họ vẫn đặt trên đỉnh. Khi mà đặt trên đỉnh thì bạn sẽ hơi phải với tay một xíu. Thông thường thì mình khuyến cáo là nên, mình thích đặt ở bên này hoặc là bên này hơn, phía dưới, để chúng ta có thể bấm dễ dàng hơn. Nhưng mà ASUS họ vẫn đặt trên đỉnh, sẽ hơi phải với một xíu khi mà chúng ta muốn sử dụng. Thì mặt trước của máy có một cái màn hình, dù là phiên bản màu nào thì mặt trước cũng là màn hình màu đen. Thì mặc dù nắp lưng màu đỏ nhưng mặt trước chúng ta cũng là màn hình màu đen, và có những cái camera phụ ở phía trước cũng như là cái loa. Ở dưới này thì ASUS họ vẫn tiếp tục họ trung thành với cái truyền thống mà sử dụng ba cái phím riêng, phím cảm ứng ở dưới chứ không tích hợp vào một phần màn hình. Ở bên cạnh phải thì bạn sẽ không có bất cứ cái gì cả, chúng ta chỉ có một cái G để tháo cái nắp lưng ra thôi. Cái lý do mà không có nút nào thì rõ ràng là bởi vì cái phím volume nó đã được đặt vào phía sau. Bên trái cũng không có gì, và phía dưới này là cổng micro USB. Chúng ta có một cái mic ở đây, trên đỉnh là cổng tai nghe, một cái mic khác và cái nút nguồn. Mặt sau thì camera 13 chấm, và ASUS họ nhấn mạnh vào cái công nghệ Pixel Master với cái đèn flash. Nếu mà để ý bạn sẽ thấy cái đèn flash này có hai màu, tức là một cái màu hơi ấm hơn, một cái màu vàng dùng để chụp, nó kiểu như là đèn flash True Tone của Apple. Sử dụng chip của Intel Inside và máy Zenfone, dưới này là loa. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Hiện tại thì mình chưa rõ giá của sản phẩm này. Ở Việt Nam thì dự kiến là máy chính hãng sẽ bán trong tháng 4. Đó, khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thấy cái viên pin đây, nhưng mà hoàn toàn không thể thay được. Có hai khe SIM, SIM 1 và SIM 2. SIM 2 thì chỉ hỗ trợ 2G thôi, còn SIM 1 thì hỗ trợ LTE 4G. Khe cắm thẻ nhớ. Viên pin là 3000mAh. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái Zenfone 2 phiên bản 5 inch các bạn xem luôn. Thì cái máy này bạn thấy tên mã là ZE500CL, 500 là 5.0. Cấu hình nó cũng tương tự như vậy, tức là Intel Z2560, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong. Là cái máy có cấu hình thấp nhất trong số những cái máy Zenfone 2. Thì cái cấu hình này khi mà giới thiệu ở Đài Loan thì giá nó khoảng $160. Thì không biết là ở Việt Nam nó sẽ có giá khoảng bao nhiêu. Đó. Cái Zenfone 2 mà phiên bản 5 inch thì cái điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta có camera bị giảm xuống chỉ còn 8 chấm thôi. Và màn hình là 720p, không phải là Full HD. Vẫn là Zen UI và có 4G LTE. Phiên bản này thì có màu trắng và cái thiết kế cũng gần tương tự như vậy. Đây, mở ra. Chúng ta cũng có cục sạc và cáp cũng như là tai nghe. Cái cục sạc này có điện ra cũng là 5.2V 1.35A, tức là y hệt như cục sạc của cái máy lớn hơn. Bỏ cái máy này thì dễ hơn. Thì cái Zenfone 2 này nó được làm, tức là khi mà các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy là nó bằng nhựa chứ không phải là kim loại như là một số thiết kế giả kim loại khác mà các bạn đã biết trong thời gian gần đây. Nó gần như không có sự khác biệt so với cái máy lớn hơn, nhưng mà
Mặc dù chỉ cái cỡ màn hình chỉ thua có 0.5 inch thôi, nhưng mà cái máy nó nhỏ hơn nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bằng một tay dễ dàng hơn. Cái vị trí nút nguồn cũng đặt trên đỉnh, nhưng mà nó cũng dễ chịu hơn xíu so với lại cái máy kia, nó quá là lớn. Nếu mà là một người bình thường thì có lẽ là cái máy Zenfone 2 mà 5 inch thì sẽ sử dụng dễ dàng hơn. Bởi vì đây là cái máy lần đầu mở nên nó khá là cứng. Khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy là bên trong chúng ta chỉ có một SIM thôi, và khe cắm thẻ micro SD nó nằm ở vị trí này luôn. Còn ở trên cái máy 5.5 inch thì nó có diện tích lớn hơn và chúng ta có thể sử dụng hai cái khe cắm SIM và một khe cắm micro SD nằm ở đây. Ở đây thì bạn sẽ thấy là cái viên pin của cái máy 5 inch nó sẽ hơi khác biệt một xíu so với lại cái máy 5.5 inch. Nó bề hơn nhưng mà nó thấp hơn một chút. Ở trên cái Asus Zenfone 2 thì Asus họ cũng thêm một số những cái tính năng mới chạy trên Android 5.0 và thêm một số những cái tính năng mới. Thì ở đây bạn có một tính năng rất là vui là tính năng thuật sĩ truyền. Thuật sĩ truyền tức là chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới của chúng ta. Thì ở đây có rất là nhiều những cái hãng được hỗ trợ, ví dụ như Asus, Samsung, Apple, Huawei hay là đến cả những hãng như là Alcatel và kể cả Sony Ericsson ngày xưa nữa thì nó đều được hỗ trợ. Đối với những máy mà Asus thì có lẽ là được truyền rất là nhiều dữ liệu đi, còn những cái máy hãng khác thì có thể là ít hơn. Ở đây mình thấy kể cả những cái hãng, những cái máy đời xưa cũ điện thoại bình thường thì nó cũng hỗ trợ luôn. Thì là tính năng rất là hay. Khi mà thiết lập thì bạn sẽ được sử dụng cái tính năng này. Đó, đây lần đầu mở máy thì đây là cái giao diện GNUI 5.0 mới dựa trên cái nền Android 5.0. Ở đây thì bạn sẽ thấy là phiên bản Android 5.0 sử dụng cái GNUI mới với rất là nhiều tính năng mới. Thì bọn mình sẽ giới thiệu cái này chi tiết hơn trong những cái bài viết sau. Còn đây thì các bạn có thể xem một số những cái tính năng mới, là ví dụ là phần Zen Motion thì nó cho phép chúng ta sử dụng những cái chữ viết tắt hay là sử dụng tùy biến để sử dụng bằng một tay. Rồi, xin cảm ơn các bạn.